Chiều ngày 31 tháng 5, Công an xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã lập hồ sơ để phục vụ công tác truy xét làm rõ vụ cướp dây chuyền khiến người phụ nữ ngã ra đường. Theo Công an xã Bình Mỹ, sáng ngày 30 tháng 5, chị HTHP, 35 tuổi, ngụ ở huyện Củ Chi, chở con đi học. Lúc trên đường quay trở về nhà, chị P ghé một quán ăn trên đường Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, mua đồ ăn sáng. Lúc này, hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy áp sát, giật dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi bỏ chạy. Cú giật mạnh khiến chị P đang ngồi trên xe máy ngã ra đường và bị chiếc xe máy của mình ngã đè lên người. Theo chị P, sợi dây chuyền vàng bị kẻ gian giật mất, của chị mua hết hơn 12 triệu đồng. Sau khi bị cướp giật, một đoạn ngắn sợi dây chuyền đã bị đứt, rơi lại hiện trường. Người dân sau đó đã nhặt và gửi lại chị P đoạn dây chuyền này.